của mình là để cho cái sinh viên có thể tiếp cận được những cái môi trường làm việc của sinh viên quốc tế nó như thế nào, muốn cho sinh viên của mình nó sáng tạo, tích cực sáng tạo hơn trong cái học tập và làm việc trong tương lai. Năng lượng trên thế giới này thì nói chung là nó càng ngày nó càng cạn kiệt. Chúng ta cần phải đưa ra những cái giải pháp, những cái phương án nào mà giúp tiết kiệm nhiên liệu càng nhiều thì càng tốt. Thì đây là một cái tiêu chí rất là hay mà em nghĩ là các bạn trẻ, sinh viên trên thế giới thì chúng ta nên nghiên cứu và đầu tư suy nghĩ để phát triển ý tưởng này. Sau khi tham gia thi đấu và chơi những cuộc thi này, đấu trường quốc tế thì bọn em học được rất nhiều kinh nghiệm, nghĩa là về cả về bên nghề nghiệp và về bên thiết kế cơ khí, liên quan rất nhiều đến ngành của tụi em. Thì trong tương lai thì tụi em hy vọng là sẽ ứng dụng được cái kinh nghiệm của mình khi tham gia cuộc thi này vào một hãng xe nào đó. Thông qua cuộc thi này em mong muốn là đưa những cái nghiên cứu trên ghế nhà trường của mình mang đến thực tế, có nghĩa là làm sao để làm ra một chiếc xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao nhất. Qua cái phần chạy thử nghiệm thì đội em tự tin là sẽ đạt được một cái kết quả thích đáng trong cái cuộc thi này. We are the champions. Quyết thắng.